Tám vật đại kỵ tuyệt đối không được mang vào nhà, nếu không xui rủi cả đời, tiền bạc, đội nón ra đi. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ai cũng muốn nhà mình vừa đẹp vừa sang và thấy thứ gì hay quý thì cũng muốn mang về nhà để trang trí. Nhưng mà theo quan niệm phong thủy học thì có một số vật dù có đẹp và giá trị đến mấy thì cũng tuyệt đối không được mang về nhà, kẻo rước họa vào thân, đen đủi đủ đường. Nếu chỉ nhìn bằng mắt và đánh giá bằng vẻ bề ngoài, chúng ta sẽ không thể nào lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi mà nhặt những đồ vật đó lên. Và minh chứng là khi hỏi 10 người rằng nhìn thấy tiền hay là đồ vật có giá trị thì có nhặt lên không? Thì hầu hết phải tới 9 người đều trả lời là đương nhiên là có, nhặt lên vì tò mò, vì lòng tham và vì để bày trong nhà cho đẹp, hay là muốn trả lại cho người mất để trình báo công an. Và dù thế nào thì những điều đấy cũng rất nguy hiểm, bởi vì điều này chỉ mang lại nhiều rắc rối, vận xui mà đôi khi là còn mang đến cho chúng ta những sự nguy hiểm và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về danh sách những thứ mà tuyệt đối không nên nhặt trên đường, bạn nên nhớ kỹ để có thể cẩn trọng hơn. 8 thứ dù cần đến mấy cũng không nên nhập, rước họa vào thân. 1. Đồ trang sức bằng đá quý cũ. Đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy cũng có nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Hơn thế nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp của chính bản thân nó. Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc làm bùa hộ mệnh, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận tình duyên, tài lộc hay sự nghiệp. Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân. Chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả các khí và hung khí mang năng lượng, tâm niệm và tai ương của chủ nhân. Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức bằng đá quý là đồ mới, chứ hiếm khi mua đồ cũ vì sợ rằng sẽ mang đến những điều xui rủi của chủ nhân cũ sang cho mình. Hạn chế mang đồ trang sức bằng đá quý cũ vào nhà bạn, trừ khi nó được làm sạch, giải trừ mọi năng lượng xấu tích tụ trong đó. 2. Tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác. Đi đường chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ hay đồ dùng rơi rớt trên đường. Nhưng bạn có biết đó là thứ đại kỵ không nên mang vào nhà hay không? Tất nhiên, cũng có những trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc hay tiền bạc, nhưng cũng có những trường hợp người ta cố tình bỏ lại những thứ đó trên đường để giải hạn, giải xui. Người làm rơi tiền và ví hay các đồ vật là người bị dính vận xui. Khi ta nhặt đồ của họ, tức là ta tiếp nhận điều xui xẻo ấy vào người. Hơn nữa, các cụ đã có câu, của thiên trả địa, cái gì không phải do mình làm ra, dù có nhận được cũng sẽ mất mát sớm mà thôi. Khi ấy, nếu bạn đem thứ đồ đó về nhà mình thì cũng là đang rước về điều xui xẻo cho bản thân và gia đình. Đó cũng là một trong những vật không nên mang theo vào nhà mà bạn cần biết. Đặc biệt, ai mà biết được có người đang thực hiện thủ đoạn lừa đảo, họ sẽ giả vờ để rơi tiền ví hay là phong bì dài cộp trên đường. Rồi khi đó có người nhặt sẽ chạy lại để đòi. Sau đó, lại có một người nữa chạy đến nói rằng chiếc ví đó là của mình, bắt đền bạn và nói nếu không trả sẽ báo công an. Rồi còn hàng loạt các chiêu thức lừa lọc tinh vi khác mà chúng ta không thể nào biết được. Do đó, để không vướng vào những tình huống nguy hiểm thì đừng nên nhặt bất kỳ đồng tiền nào, ví tiền hay là phong bì hay bất kỳ một đồ vật quý giá nào trên đường. 3. Gương bị nứt. Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt. Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại, chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Đây chính là món đồ phong thủy không nên mang vào nhà thì sẽ tốt hơn. Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn. Nó như một món bùa dùng để bảo vệ nhan sắc tình duyên và cuộc hôn nhân của họ. Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi vứt đi. Như vậy thì mới giữ được bình an cho mình. 4. Cành lá cây cổ thụ. Đầu năm nhiều người có thói quen đi hái lộc, nhưng nếu làm việc đó, bạn phải nhớ là tìm đến những cây nhỏ với tán lá không quá rộng. Hái lộc cây đó mới an toàn. Cây to cành lá tùm thì lộc thường xanh tươi, mướt mắt. Nhưng theo quan niệm dân gian, cây càng to, nhất là cây cổ thụ, mà còn gần đền, chùa miếu thì dễ làm nơi trú ngụ của các vong hồn. Không biết là hái lộc không đúng cách thì dễ rước vong vào nhà. 5. Ảnh của người đã mất không thân thích. Theo quan niệm tâm linh,
mỗi một tấm ảnh đều chứa một phần linh hồn của chủ nhân. Nếu người trong ảnh không phải là người thân của bạn thì tốt nhất chớ nên giữ trong nhà khi mà người ấy đã chết. Người lạ ấy không quen, không biết mà bạn lại đem ảnh của họ về nhà thì cẩn thận, người ta sẽ ám bạn qua bức ảnh này. 6. Hòn đá ven đường. Ngày nay nhiều người thích dùng đá cuội để trang trí sân vườn nhà mình. Nhưng theo phong thủy, đây là hành động mà bạn phải thận trọng. Bởi hòn đá ven đường không phải là thứ bạn có thể tùy tiện mang vào nhà. Thời xưa, những xác chết vô chủ không có người thân thích thường được đem chôn ngay ven đường hay ven sông. Người ta chôn làm phúc nên cũng không được kỹ càng, có khi dùng chính những hòn đá hòn sỏi nhìn thấy xung quanh để lấp nó. Vì thế hòn đá bình thường bạn nhìn thấy bên đường có thể chính là hòn đá đã được dùng để làm việc đó. Có thể nó sẽ mang theo vong hồn của người đã chết. Điều đó lý giải tại sao người ta khuyên rằng bạn không nên tùy tiện nhặt đá ven đường mang về nhà của mình. 7. Những sợi dây thừng lạ. Trong nhà có người chết vì treo cổ, thì khi lấy tử thi xuống phải lấy sợi dây đó đốt đi ngay. Đây là câu chuyện có thật, nếu nhà nào đó có người treo cổ chết nhưng sợi dây không đốt, thì một năm sau cũng nhà đó sẽ có người treo cổ đúng ngay vị trí ấy. Chính vì thế, đó được coi là sợi dây oan nghiệt, nếu không đốt đi thì nó vẫn luẩn quẩn trong nhà, cứ mỗi năm lại thay phiên nhau chết. 8. Điện thoại và tai nghe. Đang đi đường mà thấy một chiếc điện thoại rơi ngay trước mặt thì hãy bỏ đi, đừng quan tâm, vì dù nó có đắt tiền hay là hàng xịn đến mấy. Bởi vì chỉ cần nhặt lên thôi là ta phải có trách nhiệm với nó. Nếu là người tốt bụng thì có thể trả lại cho người đã mất. Nhưng nếu vì lòng tham mà giữ làm của riêng thì không chừng sẽ bị người làm mất tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép và phải lên phường vì việc làm của mình. Bên cạnh điện thoại thì tai nghe cũng là thứ bạn không nên nhặt. Tai nghe thoạt nhìn thì có vẻ chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng hãy nghĩ đơn giản, nếu thấy một chiếc bàn chải đánh răng hay khăn tắm của ai rơi ở đâu đó thì mình có nhặt về dùng hay không? Tai nghe cũng vậy, đó là vật dụng cá nhân nên chỉ thuộc về một người. Nếu nhặt về dùng, sẽ rất mất vệ sinh, lây nhiễm bệnh. Hãy vì sức khỏe của bản thân mà lờ chiếc tai nghe đó đi, dù nó có đắt tiền đến mấy. Quý vị thân mến, nhặt đồ vật về nhà là chuyện không nên làm. Vậy còn bắt gặp tiền bạc ở giữa đường thì chúng ta có nên nhặt hay không? Nhiều người thì có thói quen là cứ thấy tiền rơi trước mặt thì mừng rỡ, vội vàng và nhặt ngay lập tức, dù cho đó là tiền của đám tang. Hay thậm chí là một số người giải tiền đi để họ có thể giải đi những cái vận xui của mình. Vậy thì soi chiếu theo góc độ tâm linh, việc nhặt được tiền có ý nghĩa như thế nào? Đó là điềm báo hung dữ hay là lành? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi chia sẻ ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát. 1. Nhặt được tiền đầu năm là may hay rủi? Nhiều người quan niệm nhặt được tiền vàng rơi sẽ mang đến điều xui xẻo. Tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì nếu đầu năm nhặt được tiền hoặc là của rơi, dù là lớn hay nhỏ cũng đều là điểm may mắn. Đối với các trò may rủi như lô tô, bầu cua tôm cá thì nên chơi có điểm dừng để thử tài vận. Nếu bạn may mắn thắng vài ba ván thì đó là điểm lành, nên giữ lại tiền để giữ vận may. Nếu thua thì bạn đừng nên tiếp tục sa đọa gỡ gạc, nên dừng đúng lúc, tránh mất mát nhiều hơn. Nhặt được tiền của rơi đầu năm là điểm may mắn, nhưng nếu số tiền vật chất lớn thì tốt nhất bạn nên tìm chủ nhân của nó để trả lại. Đây là việc làm tốt, sẽ được khuyến khích. Làm một việc tốt đầu năm sẽ nhận được sự an lành, may mắn. Việc này còn tốt hơn cả vạn điềm lành. 2. Có nên nhặt tiền của người chết ở đám tang hay tai nạn hay không? Tiến sĩ Vũ Thế Khanh cho rằng, ngày xưa không hề có chuyện giải tiền thật trong đám tang. Mãi về sau này, một số người nhiều tiền mới làm ra việc này, và rồi có người học theo và lầm tưởng đó chính là phong tục. Mong muốn những điều tốt đẹp hơn cho người đã khuất của nhiều người, đó là hoàn toàn chính đáng. Nhưng mọi người không biết rằng việc giải tiền là việc không nên làm. Nó không chỉ gây nên lãng phí mà còn khiến cho nhiều người đi đường gặp nguy hiểm, gây mất mỹ quan đô thị. Hiện tượng này không chỉ xảy ra nơi những vụ tai nạn giao thông gây chết người mà còn ở đám ma, đám cưới, đám rước. Người ta quan niệm làm như vậy thì sẽ may mắn và thuận buồm xuôi gió. Khi có người thân chết đi, họ dùng những thỏi vàng mã, tiền xu mã giải ra đường với mục đích phân phát cho ma quỷ để chúng không quấy phá, bắt nạt vong hồn của người chết và đánh dấu đường cho linh hồn của người chết biết đường về nhà. Với mục đích này, người thân của người chết sẽ dắt các thỏi vàng dọc đường và rất nhiều, nhiều nhất ở ngã ba, ngã tư để vong hồn người chết chú ý khỏi lạc đường. Về thực tế, đây chỉ là một biện pháp trấn an về mặt tâm lý, chúng không hề có một ý nghĩa nào được chứng thực. Việc giải tiền thật hay vàng mã chỉ là nghi thức tín ngưỡng của nhân dân đối với thế giới người âm. Cho dù chúng ta đưa tiền thật,
thì thế giới đó cũng là tiền giả. Đồng tiền thật gửi cho người chết tuy có mệnh giá nhỏ nhưng cũng không nên ném đi đường như vậy. Chúng có thể gây ra những hậu quả không lường được như là gây tai nạn giao thông. Trên thực tế, vì mài nhặt những đồng tiền thả ra từ các vụ tai nạn đám tang mà đã có người tử vong, chúng ta nên tôn trọng đồng tiền quốc gia, vận động mọi người không nên vứt bỏ, tiến sĩ Vũ Thế Khanh nhấn mạnh. Theo Hòa Thượng Thích Nguyên Quan, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa, Đạo Phật không chủ trương giải tiền vàng trong đám tang. Các gia đình thường mời các sư thầy về hành lễ, nhưng việc hành lễ đó không hề nói tới chuyện vàng mã cũng như bày lễ vật tốn kém. Việc giải vàng mã thực sự là một hủ tục gây phung phí, ô nhiễm môi trường. Mọi người thay vì tốn kém vào việc giải vàng mã, hãy nên nghĩ đến chuyện làm những việc thiện và có ích cho người khác. Việc thả tiền ở đám tang hay những nơi xảy ra tai nạn có người chết đôi khi lại tạo nghiệp vì gây họa cho người khác. Người nhặt tiền không biết có bị xui xẻo hay không, nhưng việc cố chạy ra nhặt tiền bất chấp bất an toàn giao thông có thể xảy ra dù mệnh giá tiền rất nhỏ. 3. Theo quan niệm dân gian, lượm nhặt tiền vàng khi đi ngoài đường là điều đại kỵ, tuyệt đối không được phạm phải. Sở dĩ người xưa có quan niệm, bởi vì tiền lẻ hoặc tiền xu ra ngoài đường thực chất không phải là tiền rơi, mà hầu hết những món tiền này được người khác cố ý mang vứt ngoài đường để trừ tà. Khi gặp phải vận xui liên tục trong công việc, học hành hay tình duyên, người ta sẽ tiến hành dâng sao giải hạn, cúng đổi mệnh. Tiền mặt là một trong những vật phẩm quan trọng nhất trong những vật phẩm dâng cúng sao giải hạn. Thầy phong thủy cho rằng tiền này sẽ giúp bạn mua chuộc được ma quỷ để chúng không tiếp tục quấy phá án vận. Sau khi cúng mà vứt đi, đồng nghĩa với việc những điều xui rủi sẽ được rũ bỏ theo số tiền này. Nếu người đi đường không biết mà nhặt vài đồng, nghĩa là điều này đồng nghĩa với việc họ đang tự rước lấy vận xui lên người. Chưa kể nếu mang số tiền này về nhà, có thể sẽ ám vận lên cả gia đình bạn. Những lẽ trên, dù thấy tiền rơi ngoài đường, bạn cũng không bao giờ được nhặt chúng lên, càng không được dùng chúng cho mục đích cá nhân, nếu không thì tai họa sẽ ập xuống. 4. Ý nghĩa thực tế của việc nhặt được tiền là tốt hay xấu? Tôi dám cá rằng chúng ta đã ít nhất một lần nhặt được tiền hoặc là những thứ có giá trị trên đường và tạm thời bỏ túi. Tự nhủ rằng mình gặp phải điềm lành, gặp phải may mắn cho nên mình phải giữ lấy nó. Nhưng có bao giờ mọi người nghĩ rằng tiền hoặc là món đồ rơi trên đường ấy lại rất quan trọng đối với người đánh rơi hay không? Đó có thể là tiền của một bạn sinh viên vừa mới lấy tiền đi làm thêm và đang trên đường đi gửi về quê. Hay tiền của một cụ bà bán vé số sau một ngày đi bán vất vả, cầm tiền về lo cho chồng mình đang bệnh hay là nằm ở nhà hay không? Hành động nhặt được của rơi trên đường mà bỏ luôn vào túi mình thật sự không thể nào chấp nhận. Nó khiến cho chúng ta trở thành một người tham lam, ích kỷ, không có nhân cách hay thậm chí trở thành nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của những người khác. Tôi đã từng có thời điểm đánh rơi ví tiền. Tiền bạc mất thì tôi không tiếc. Chỉ buồn bực là dù trong ví có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng các thứ nhưng cũng không ai liên hệ để trả lại cho tôi. Tôi phải chạy tới chạy lui để làm lại, rất mất công và mất thời gian. Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, trường hợp nhặt được tiền không trả lại sẽ bị phạt tù cao nhất là 5 năm và cơ quan chức năng có quyền cưỡng chế bạn phải trả lại tài sản cho người đánh rơi. Và chưa kể việc tiền rơi trên đường, đó cũng có thể là thủ đoạn tinh vi của bọn lừa đảo. Nếu bạn đặt tiền lên thì có thể là đã mắc bẫy của chúng. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe và nói hàng trăm ngàn lần rằng có thờ có thiêng và có kiêng có lành. Vì thế xin đưa ra một lời khuyên thật lòng tế mọi người, đó là nếu thấy của đánh rơi trên đường và cảm thấy mình bằng cách nào đó có thể trả lại cho người mất thì hãy nhặt lên. Còn nếu không thì hãy cứ xem như là mình chưa thấy gì, chưa biết gì. Và biết đâu điều đó sẽ giúp bạn thoát khỏi xui xẻo không đáng có. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi nội dung ngày hôm nay mà Diễm Quỳnh chia sẻ. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.